cách nào giữ lại biển số định danh khi xe bị mất cắp. Anh Nguyễn Hữu Kiên ở Hiệp Hòa, Bắc Giang cho biết, cách đây 5 năm, chiếc xe máy của anh bị kẻ gian lấy trộm. Sau đó, anh Kiên đi trình báo công an, nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy chiếc xe này. Theo quy định mới về cấp và quản lý biển số theo mã định danh, thì tôi có quyền lấy lại biển số gắn trên chiếc xe đã bị mất cắp không? Anh Kiên đặt câu hỏi. Trả lời bạn đọc, luật sư Quách Thành Lực, trưởng văn phòng luật sư Pháp Trị, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, theo điều 23 thông tư 24 của Bộ Công an, xe bị mất cắp, bị chiếm đoạt, không tìm được hoặc xe thải bỏ thì chủ xe đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe để gắn cho một xe khác thuộc quyền sở hữu của mình. Về thủ tục thu hồi biển số định danh đối với xe bị mất, chủ xe kê khai giấy khai thu hồi đăng ký biển số xe trên cổng dịch vụ công và nộp chứng nhận đăng ký xe cho cơ quan đăng ký xe thông qua dịch vụ bưu chính. Sau khi tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe trả kết quả cấp chứng nhận thu hồi đăng ký biển số xe cho chủ xe trên cổng dịch vụ công. Trường hợp thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần, chủ xe kê khai giấy khai thu hồi đăng ký biển số xe trên cổng dịch vụ công, cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến và nộp hồ sơ thu hồi theo quy định. Sau 5 năm, nếu chủ xe không có nhu cầu sử dụng lại, biển số xe sẽ được thu hồi, lưu vào kho biển số để cấp lại cho người khác.